Sinh vật phù du là thành phần quan trọng không thể thiếu trong hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản và ảnh hưởng đến chất lượng nước. Trong tự nhiên, hầu hết các động vật thủy sản đều sử dụng thức ăn tự nhiên, đặc biệt là giai đoạn ấu trùng tôm cá giống. Đối với các loài nhuyễn thể như nghêu, sò, sẽ sử dụng thực vật phù du trong cả thời gian sinh trưởng. Môi trường vi sinh vật trong ao nuôi bao gồm hai thành phần: động vật phù du và thực vật phù du. Thực vật phù du, trong đó tảo là thành phần có ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường ao nuôi. Tảo có các loài như tảo lục Laurophyta, tảo khuê hay còn gọi là tảo silic, tảo cát, tảo giáp, tảo mắt, tảo lam. Trong đó tảo có lợi có hai loài: tảo lục và tảo khuê. Tảo lục phát triển chủ yếu ở nước ngọt. Theo Prescott năm 1969, có khoảng 20.000 loài khác nhau. Một số loài phổ biến trong ao nuôi tôm là Haematococcus luvialis, Lorella sb, Scandendesmus sb. Tảo khuê là thành phần quan trọng ở thủy vực nước mặn. Chúng thường chiếm khoảng 60-70% về số loài cũng như sinh lượng trong thực vật phù du ở biển. Các loài phổ biến trong ao nuôi tôm hay trại giống như Chatoceros sb, Isorisis sb, Thalassiosira sb. Tảo lục và tảo khuê là các loài tảo có kích thước và thành phần dinh dưỡng phù hợp cho ấu trùng của các loại thân mềm, giáp xác. Các loài tảo gây hại sẽ gây bệnh đường ruột cho tôm nếu tôm ăn phải, hoặc gây độc khi tảo tàn. Động vật phù du bao gồm các loại Cobepoda như Calanus sb, Paracalanus sb, giáp xác râu ngành như Labdocera, Mona macrocoba, Daphnia cucullata, luân trùng như Brachyonus angularis, Brachyonus leucatilis. Đây là các loài động vật phù du trong nước và là thức ăn cho các loài giáp xác như tôm, cua, động vật hai mảnh vỏ và ấu trùng cá giống. Với các thành phần động thực vật có trong môi trường nước ao nuôi tôm, vậy chúng ta cần làm gì để phát triển các loài có lợi và hạn chế sự phát triển của các động vật có hại? Mời bà con cùng theo dõi tập tiếp theo của phóng sự Lăng Kính Hiển Vi cùng Bình Minh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.